Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự nhạy cảm. Ý bạn là độ nhạy cảm là gì, chất lượng hoặc trạng thái nhạy cảm, chẳng hạn như A. Khả năng của một sinh vật hoặc cơ quan cảm giác để đáp ứng với kích thích, cáu kỉnh. B. Chất lượng hoặc trạng thái quá mẫn cảm. C. Mức độ mà bộ thu sóng vô tuyến đáp ứng với sóng đến. Độ nhạy với ví dụ là gì? Nhạy cảm là phẩm chất của sự dịu dàng, dễ bị kích thích hoặc dễ đồng cảm. Một ví dụ về sự nhạy cảm là ánh sáng làm tổn thương mắt của ai đó. Một ví dụ về sự nhạy cảm là một người rất dễ bực tức. Một ví dụ về sự nhạy cảm là cách một người bạn đối xử với người khác đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Độ nhạy cao là gì? Độ nhạy đề cập đến khả năng của xét nghiệm để định nghĩa một cá nhân mắc bệnh là dương tính. Một xét nghiệm có độ nhạy cao có nghĩa là có ít kết quả âm tính giả và do đó ít trường hợp bỏ sót bệnh hơn. Tính đặc hiệu của xét nghiệm là khả năng chỉ định một người không mắc bệnh và âm tính. Làm thế nào để bạn thể hiện sự nhạy cảm? Thể hiện sự nhạy cảm với người khác. Thứ nhất, thể hiện sự quan tâm là lo lắng cho người khác, đặc biệt là khi họ gặp khó khăn. Thứ hai, nhận thức rằng người khuyết tật đáng được tôn trọng như bất kỳ ai khác. Thứ ba, xin lỗi hoặc sửa đổi vì đã làm tổn thương hoặc gây tổn hại cho tình cảm của ai đó. Phân tích độ nhạy cho chúng ta biết điều gì? Một phân tích độ nhạy xác định như thế nào giá trị khác nhau của một biến độc lập ảnh hưởng đến một phụ thuộc đặc biệt, biến dưới một tập hợp các giả định. Nói cách khác, phân tích độ nhạy nghiên cứu xem các nguồn độ không đảm bảo do khác nhau trong một mô hình toán học góp phần như thế nào vào độ không đảm bảo đo tổng thể của mô hình. Độ nhạy cao hay độ nhạy thấp tốt hơn là gì? Độ nhạy của bạn càng thấp, bạn càng có nhiều sai sót với các mục tiêu nhỏ hơn. Tuy nhiên, độ nhạy cao hơn so với bạn bắt mục tiêu nhanh hơn, cũng như cho phép bạn điều khiển vũ khí có độ giật mạnh hơn. Nhạy cảm là tốt hay xấu? Quá nhạy cảm có thể dẫn đến sự thờ ơ. Nhạy cảm là một điều tốt vì nó gợi ý cho bạn về thế giới xung quanh. Nó cảnh cáo bạn về nguy hiểm, nó cũng là cơ sở cho sự đồng cảm. Nhưng nhạy cảm là hai lưỡi vì nó có thể dẫn đến một xu hướng ủng hộ xã hội hoặc theo hướng tự cao tự đại. Tại sao kiểm tra độ nhạy lại quan trọng? Một phân tích độ nhạy là một thử nghiệm để xác định sự nhạy cảm của vi khuẩn với một kháng sinh. Nó cũng quyết định khả năng tiêu diệt vi khuẩn của thuốc. Kết quả từ xét nghiệm có thể giúp bác sĩ xác định loại thuốc nào có khả năng hiệu quả nhất trong việc điều trị nhiễm trùng của bạn. Làm thế nào để một người nhạy cảm cư xử? Do sự khác biệt về mặt sinh học mà họ sinh ra, những người nhạy cảm cao nhận thức rõ ràng hơn để sự tinh tế và sự lý thông tin một cách sâu sắc. Điều này có nghĩa là họ có xu hướng sáng tạo, sâu sắc và đồng cảm, nhưng cũng có nghĩa là họ dễ bị căng thẳng và áp đảo hơn những người khác. Làm thế nào để bạn nói chuyện với một người nhạy cảm? Hãy cho họ biết bạn muốn giúp họ cảm thấy an toàn, ngay cả khi bạn không hiểu chính xác tại sao họ bị tổn thương. Hãy truyền niềm tin cho họ rằng bạn đang lắng nghe và cố gắng hết sức để giúp đỡ. Xác thực sự nhạy cảm của họ và liên hệ với nó bằng cách nhớ lại khoảng thời gian bạn bị đau, ngay cả khi tình huống rất khắc nghiệt. Sự nhạy cảm có phải là một dấu hiệu của sự thông minh không? Nhạy cảm và thông minh, nhạy cảm đối với vẻ đẹp, con người, địa điểm và môi trường là đặc điểm chung của những người thông minh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trưởng thành có khả năng năng khiếu thể hiện mức độ nhạy cảm cao do khả năng thẩm mỹ vượt trội của họ. Tại
tại sao cần phân tích độ nhạy? Phân tích độ nhạy là một phương pháp để dự đoán kết quả của một quyết định nếu một tình huống trở nên khác biệt so với những dự đoán chính. Nó giúp đánh giá mức độ rủi ro của một chiến lược, giúp xác định mức độ phụ thuộc của đầu ra vào một giá trị đầu vào cụ thể. Sự nhạy cảm có phải là một món quà từ Thượng Đế không? Tôi bắt đầu hiểu rằng sự nhạy cảm cao không phải là một khiếm khuyết, thực sự là một món quà thiêng liêng, một thứ gì đó mà một số người đến trên thế giới và khi hiểu đúng có thể được sử dụng cho những điều tốt đẹp lạ thường. Tại sao sự nhạy cảm là một món quà? Một số người mô tả những người nhạy cảm cao là đồng cảm, nhưng quà tặng của một họ còn vượt xa điều này. Trên thực tế, họ có thể xác định cảm xúc của người khác và những người xung quanh họ thông qua biểu hiện của họ, ngôn ngữ cơ thể hoặc từ ngữ mà họ sử dụng khi giao tiếp. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.